cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, những nét bản sắc văn hóa độc đáo và truyền thống lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng đáng tự hào, khí chất của những ngư dân ăn sóng nói gió, chân chất mộc mạc nhưng mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, những làng quê trù phú nhộn nhịp xuôi ngược những con tàu đầy khoang tôm cá, tất cả đều được thể hiện trong bộ ký sự Những làng biển Quảng Bình. Xanh dâng sóng như đón người. Sống giữa lòng thành phố nhiều năm qua, chúng tôi cứ ngỡ rằng mình đã hiểu hết về nó, nhưng thực ra không phải vậy. Hôm nay đi trên những con đường quen thuộc, qua lăng kính của máy quay, chúng tôi chợt nhận ra vẻ tươi mới và giàu chất thơ của một thành phố trẻ. Ánh dương của buổi sớm mai trải dài trên những con đường, phủ đầy những thảm cỏ và lấp lánh trên dòng nhật lề, như mời gọi, như quyến rũ. Và rồi khi ánh mắt bắt gặp những con sóng dài cuộn mình bên bờ cát, mặt biển lấp lóa ánh bạc, khuất lấp sau cảnh rừng phi lao xanh mát, chúng tôi biết mình đang bước đi trên làng biển Quang Phú, mảnh đất của những người con anh hùng. Quang Phú là tên gọi thân quen đối với nhân dân cả nước trong phong trào xây dựng hợp tác xã ở miền Bắc những năm kháng chiến chống Mỹ. Cảm phục trước những thành tích mà hợp tác xã Quang Phú đã đạt được, chúng tôi đã tìm gặp ông Nguyễn Xuân Diều, chủ nhiệm hợp tác xã từ năm 1966 đến năm 1977. Dẫu tuổi đã cao, thời kỳ oai hùng ấy cũng đã trôi qua gần nửa thế kỷ, nhưng với ông, tất cả vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Bởi cả quãng đời gần 80 năm, giai đoạn ông tham gia hợp tác xã rồi làm chủ nhiệm đã gieo lại trong lòng ông những dấu ấn khó phai. Ngày 1 tháng 8 năm 1958, Quang Phú được tỉnh ủy, ủy ban hành chính chọn làm điểm, thành lập hợp tác xã đầu tiên của tỉnh. Năm 1962, chủ nhiệm Lê Tràm được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động. Đến năm 1966, hợp tác xã Quang Phú cũng được phong anh hùng. Ông bảo, lớp người từng tham gia hợp tác xã ngày xưa, người còn, người mất. Nhưng cuốn sổ lưu lại bút tích của tất cả các đoàn đến thăm và rất nhiều bằng khen, huân chương, huy chương hiện nay vẫn còn được lưu giữ. Vậy là chúng tôi cùng ông đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tìm lại những kỷ vật quý giá ấy. Cuốn sổ lưu lại bút tích của các đoàn khách đến thăm, giấy đã ủa vàng, nhiều trang đã rời ra, nét mực đã nhòe. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn đọc được những dòng nhắn gửi của các vị lãnh đạo đảng, nhà nước, các tỉnh bàn, và đặc biệt có rất nhiều đoàn khách nước ngoài đã đến thăm hợp tác xã Quang Phú. Đã mấy chục năm trôi qua, giờ đây ông Nguyễn Xuân Diều lại lần dở những trang giấy này, nhớ về những năm tháng gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng. Mùa năm 1966 ấy, là đúng ngày mùng 1 Tết, chúng tôi đang còn làm việc ở dưới nhà hầm, thì vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp là về thăm hợp tác xã. Nhưng mà lúc đó là Đại tướng về thăm hợp tác xã có mang của quà của bác. Thì ba quà của bác á, trong cái thời kỳ đó rất là nhỏ thôi, nhưng mà chứa đầy tình cảm. Lúc đó là chi bộ Quang Phú, hợp tác xã Quang Phú, thì có những chủ trương biện pháp một cách tích cực. Trong thời bình á, thì chúng tôi có cái phong trào á, là đã phá ra quen và có chay, xuất quân á, bám biển khắp, ở đâu có cá là ở đó có cái lao động của Quang Phú tham gia. Và chúng tôi thực hiện khẩu hiệu thuyền là nhà, biển cả là quê hương, bãi cả trường dương là bức tường giờ vững chắc. Có nghĩa là sản xuất rồi về đó nghỉ rồi ra tiếp tục sản xuất. Cùng với hợp tác xã Đài Phong, Quang Phú trở thành ngọn cờ đầu của phong trào hợp tác hóa trên toàn miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Từ năm 1964 đến năm 1972, Đế quốc Mỹ tăng cường bắn phá miền Bắc, Quang Phủ là một trong những địa phương phải hứng chịu nhiều thiệt hại. Sống trong hoàn cảnh ấy, bản tính kiên cường của người Quang Phủ lại trỗi dậy. Trong chiến tranh thì chúng tôi cũng có một số câu khẩu hiệu để hoạt động phong trào thi đua. Phong trào là ba người làm ba loại nghề trong một ngày đêm. Phong trào lao động rất là cần cù, rất là thông minh sáng tạo. Thực hiện lớn không bỏ, nhỏ không buông, đánh đúng thời cơ và đánh nhanh rút gọn. Chúng tôi là thực hiện là coi như là hợp tác xã là pháo đài, chí bộ là cột thép, bám đất giữ la để chiến đấu thắng lợi. Chúng tôi vừa sản xuất nhưng mà chúng tôi vừa tham gia phục vụ chiến đấu và chiến đấu. Cho đó là trích 50% lao động. Lúc đó thanh niên là lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc cả. Thì phụ nữ phải tham gia đi đánh cá để thay nam giới. Trong những cái lúc đích nó ra thủy đôi dài đặc, chúng tôi là người đi đâu, chật đâu, tức là mở đường ra phá thủy lôi, tức đi với lực lượng dân quân tự vệ ra phá thủy lôi, và sau đó dẫn cái thuyền đầu tiên mở đường để đoàn tàu ra khơi đánh cá bám biển. Theo như lời ông Diều, trong những năm tháng ấy, người Quang Phủ không chỉ lao động giỏi mà còn tham gia chiến đấu bảo vệ biển trời quê hương. Chúng tôi đã tìm gặp những người từng một thời cầm súng chiến đấu để tìm lại những câu chuyện xưa, những dấu tích trận mạc. Ông Nguyễn Tiến Phân, nguyên đại đội trưởng C-10, pháo binh Quảng Bình, cùng các nữ dân quân ngày ấy đưa chúng tôi đến di tích lịch sử Trần Địa Pháo Quang Phú. Năm 1964, trước những bước leo thang tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tỉnh đã xây dựng tuyến phòng thủ ven biển Quang Phú với hệ thống hầm pháo và lô cốt kiên cố bằng bê tông. Hệ thống hầm hào được bố trí nằm rải rác dọc ven biển, được xây dựng trên những vùng đất cao, cửa hướng ra biển. Tại các hầm pháo, được sự phối hợp của các lực lượng quân và dân Quang Phú, đại đội 10 pháo binh Quảng Bình đã chiến đấu hàng chục trận bắn cháy, bắn chim nhiều tàu chiến Mỹ. Lòng của tôi rất là bồi hồi xúc động, nhớ đến những là chiến công, những gian khổ, những hy sinh ác liệt, nhưng toàn bộ đơn vị đều quyết tâm, quyết đánh và biết đánh để chiến thắng giặc Mỹ. Tôi cũng nhớ đến những đồng chí đồng đội đã hy sinh, đổ máu, đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ cái mảnh đất của quê hương Quang Phú anh hùng nói riêng và là bảo vệ vùng biển đảo của đất nước nói chung, và nhớ về những kỷ niệm của tình quân dân cả nước được sự đùm bọc chở che của nhân dân Quang Phú. Ngày 6 tháng 4 năm 1968, cũng tại trận địa này, khẩu đội 12 ly 7 của đại đội dân quân Quang Phú chỉ bằng hai loạt đạn đã bắn cháy một máy bay F-4H của đế quốc Mỹ. Đây là chiếc máy bay thứ 400 rơi trên mảnh đất Quảng Bình. Sau chiến công này, Bác Hồ gửi thư khen đồng bào và chiến sĩ Quảng Bình. Bác căn dặn, quân và dân Quảng Bình hãy phát huy thắng lợi, ra sức học tập, thi đua với đồng bào miền Nam anh hùng, kiên quyết đánh bại mọi âm mưu và hành động phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần vào sự nghiệp thiêng liêng bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Chúng tôi là dân quân du kích là ban ngày là đi đánh cá, ban đêm là về theo bộ đội, nằm tại hầm để là trực chiến, là tàu thủy. Khi mà có lệnh bắn tàu chiến thì chúng tôi là vạc đàn chuyên chở và để là bộ đội là họ giả súng vào là tàu thủy của bọn Mỹ. Lúc đó là có như dân quân là kết nghĩa với bộ đội C-10, tay súng tay chèo sẵn sàng là ban ngày là đi đánh cá để thái nam giới đi tuần tuyến, còn ban đêm là phụ nữ và những kỳ anh là quá tuổi vì lúc đó là hết người rồi để vào xuống là cùng bộ đội để chiến đấu.
Trong chiến tranh, các nữ dân quân Quang Phú đã vượt qua gian khổ thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa sản xuất vừa chiến đấu. Và ngày nay, trên chính mảnh đất này cũng có những người con gái tuổi 18 đôi mươi đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh trời, nối tiếp truyền thống của quê hương Quang Phú. Họ là những chiến sĩ đại đội nữ dân quân thường trực pháo phòng không Ban Chỉ huy quân sự Đồng Hới. Chúng tôi đến vào một ngày trời nắng gắt, cả cô gái trẻ vẫn say sưa luyện tập. Từ nhỏ chỉ quen việc nhà, nên những ngày đầu tiếp xúc với vũ khí, ai cũng hồi hộp lo lắng. Đứng bên mâm pháo hay thực hiện các thao tác quân vác, lắp ráp đạn, không ít người run lên vì sợ. Thế mà sau một thời gian, tất cả chị em đã thuần thục các thao tác trong chiến đấu, ngày đêm canh giữ biển trời quê hương. Sống trên mảnh đất anh hùng, đã được nghe những câu chuyện quả cảm về các nữ dân quân năm xưa. Cả cô gái trẻ như được tiếp thêm sức mạnh, để rồi ai nấy đều tự nhủ với mình rằng phải tiếp nối được truyền thống vẻ vang ấy. Đất Quang Phú hẹp, phần lớn lại là những đồng cát. Sống trên môi trường như thế buộc người dân phải gồng mình tìm đủ mọi cách để chống chọi, để thích nghi. Có người chấp nhận hoàn cảnh, nhưng cũng có người luôn nung nấu muốn từ chính mình và nhiều người khác nữa cải tạo sự khắc nghiệt ấy. Mẹ Phạm Thị Ngang, mà người dân vẫn thường gọi bằng cái tên trìu mến mẹ Ngang, người mẹ trồng rừng, là một người như thế. Chúng tôi tìm đến căn nhà của mẹ, tìm lại hình ảnh của một người mẹ anh hùng. Bây giờ căn nhà dùng làm nhà thờ, được con cháu của mẹ giữ nguyên như ngày mẹ còn sống. Tất cả vật dụng trong nhà đều giản đơn như chính cuộc đời vĩ đại mà bình dị của mẹ vậy. Đoàn làm phim chúng tôi kính cẩn thắp cho mẹ một nén hương để tưởng nhớ, để tri ân và ngưỡng vọng. Bà Phạm Thị Ngành, con gái mẹ Ngang, đã kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện về mẹ. Trên 40 năm trời, ngày lại ngày, mẹ xách từng xô nước đi trên triền cát bỏng để tưới cho từng cây phi lao. Với hàng vạn ngày trời như vậy, mẹ Ngang và nhiều chị em khác ở làng biển Quang Phú đã trồng nên cảnh rừng phi lao bạt ngàn trải dọc theo bờ biển. Ghi nhận những cống hiến to lớn của mẹ, năm 2001, nhà nước phong tặng mẹ danh hiệu anh hùng lao động. Trên đường ra với cảnh rừng của mẹ Ngang, chúng tôi dừng lại bên mồ mẹ, dâng một nén hương cho người mẹ anh hùng, thấy lòng mình lặng lại, nhẹ nhõm. Trong không khí trầm mặc của đất trời và lòng người, chúng tôi biết rằng việc làm của mẹ đã tiếp thêm cho thế hệ trẻ chúng tôi nghị lực để lao động, cống hiến, để dâng cho đời những điều đẹp đẽ. Hôm nay, đi giữa cảnh rừng mà ngày trước mẹ mình đã đổ từng giọt mồ hôi, đã vượt qua những ngày mưa gió, chăm sóc rừng phi lao, bà Ngành kể, mẹ trồng rừng vô tư lắm, chẳng quản trên mưa dưới nắng. Cây non mẹ từ đi hải hạt về ươm, mùa hè lấy hạt về phơi, đến mùa đông mẹ ra ươm giống. Tháng 10, 11, mặc mưa gió, mẹ vẫn đưa cây giống ra bờ biển trồng. Mẹ cũng là người đầu tiên có sáng kiến dùng cành phi lao để ươm giống. Đối với mẹ thì mẹ không quản là mệt nhọc, khó khăn. Có những ngày là mưa tầm tạ, nhưng mà mẹ vẫn còn là đau ốm, nhưng mà cả con là bảo là coi như mẹ cố gắng ở nhà để cả con cùng là đội, để là coi như là gánh cây lên đồi để trồng. Nhưng mà mẹ nói rằng là về đó là cái sức mạnh thôi, còn cái về kỹ thuật thì đối với cả con chưa bằng mẹ. Cho nên là thấu hiểu cái lòng của mẹ như vậy thì đành để là coi như để mẹ cùng cả con là lên để là trồng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lần về thăm xã Quang Phú đã đến thăm mẹ Ngang ngay tại vườn ươm này. Nói chuyện với mẹ, đại tướng hỏi mẹ về cách thức trồng rừng chắn cát, những vất vả mà các thành viên trong đội gặp phải, chế độ hỗ trợ cho mọi người. Đại tướng nói, bác Hồ dạy rằng vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người, nên chúng ta cần phải trồng thật nhiều rừng. Phải trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi cát. Trồng rừng cho con cháu chúng ta sau này hưởng lợi, hiệu quả của rừng phi lao chắn cát, không phải ngày một,
ngày hai mà mãi mãi. Đại tướng xúc động, Quảng Bình cát trắng, gió nhiều, nếu ai cũng làm được như mẹ Nghèng thì tốt biết mấy. Dù không biên chế, không hưởng lương, nhưng mẹ Nghèng đã bỏ ra hơn 40 năm trồng cây chắn cát. Nếu không có những cuộc chiến tranh và không trở thành một vị tướng cầm quân, tôi rất muốn được làm một người trồng rừng chắn cát cho quê hương mình như mẹ Nghèng. Chợt nghĩ, biết bao giờ mới có một người mẹ như thế, người mẹ già lom khom gieo từng hạt phi lao trên bờ cát trắng, dưới cái nắng rang người và vì mặn mòi của biển để ươm mầm cho tương lai con cháu. Nối tiếp truyền thống của quê hương, những người dân Quang Phú hôm nay chăm chỉ sáng tạo trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương trở thành mảnh đất phù phú, hấp dẫn với du khách gần xa. Đó sẽ là nội dung tập tiếp theo của bộ kỹ sư làng biển.